không hay là cái gì vậy? Ăn xong đi rồi nói cho nghe. Ba ăn đúng nước miếng thì rồi bỏ xuống. Đủ rồi, đủ rồi, còn nhiều lắm rồi nha. Lau miệng. Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, ăn quá rồi, ăn qua ăn. Ở đây quá trời, còn có một hơi rồi. Rồi mình dễ chết, cái này phải là chảy đâu mà là tinh hang tre tốt cho bao tử á. Thôi được rồi, vậy ngon quá. Được rồi, thôi em nó đang nói mà cho ăn hết nó đi cưng rồi sao? Anh Kim muốn ăn cái gì em mời.